Thiện ơi, Thiện, Thiện ơi. Rồi, con biếu bông đi. Cho bông ăn bánh. Rồi. Yeah. Nãy 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 xin bánh mẹ cho bông ăn nhá. Rồi. Thả xuống. Rồi, siêu lắm. Kìa, cho. Đúng rồi. Đưa hẳn vào mồm nhá, không vứt đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Cho bạn đen nữa. Bạn đen kìa. Đâu, bạn bông đen đâu? Đây, bông đen đây, cạnh con kìa. Bạn bông trắng đen nhiều rồi. Được. Đây là bạn bông đen đây. Bạn bông đen đây. Mày thích bạn bông, thích bạn bông kìa. Thôi. Thôi. Đây, bạn bông đen. Con đây, đây là bông đen này. Quen rồi. Yeah, ăn giờ Phật. Bông đen này chưa được đây, con chưa được bông đen hả? Con cho bạn bông đen nữa tiện ơi. Con cầm hết rồi nha, đây là hết rồi nha, hết. Đúng rồi. Ngoan lắm. Chó ở chùa cho có phước. Ai mà đời trước lợ chùa lên đời này làm chó để trả nó. Thôi con cho bạn kia. Rồi, hoan hôn ạ. Rồi, bye bye các bạn đi, tôi đi về nào. Bye bye hai bạn bông đâu. Không còn bim bim nữa hết. Xong lại sang lại cho hai bạn nhá. À vâng ạ, đi. Hết sạch rồi đây. Đây con bye bye hai bạn đi. Thâm toán luôn. Bye bye đi. Ôi, con. Để em có ra. Ok. À, anh chơi em một cái để em cho bông ăn. Con chơi em một cái. Em rất thích cho ăn. Này, con đây, cho em xin một cái. À, anh chưa? Bên đây là anh. Đúng rồi, à. Còn bẻ nữa. Không. Thôi. Bông đi. Cho bạn bông ăn xong kẹo bao mua thêm cho. Bạn ấy không thích ăn cái đấy rồi. Bạn ấy không thích ăn bim bim rồi. Cầm là A Di Đà Phật nào, A Di Đà Phật cho bạn ấy ăn. Ăn luôn.